Hello, chào mừng các bạn đến với Tiến sĩ Long Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn chủ đề cuốn sách đó có mấy chương, bố cục là như thế nào. Thì thông thường các bạn, một quyển sách thông thường thì nó ít nhất thì nó cũng khoảng cỡ chừng 3 chương, dài thì có khi mười mấy chương, hai mấy chương tùy, và hoặc nó nhiều tập. Nhưng mà thông thường nếu bạn bạn viết về hồi ký cá nhân bạn á thì nó khoảng chừng là 5 chương là vừa. Và trong 5 chương thì các bạn đó sau đó thì nếu là nó là đề tài khoa học thì bạn dùng chương 1 thì bạn dùng cái số 1, cái số 1 là số Ả Rập. Còn nếu chúng ta biết về quyển sách để về hồi ký chúng ta thì các bạn dùng số La Mã, hoặc là chúng nhưng mà nếu viết hồi ký hoặc viết tiểu thuyết, viết những câu chuyện đó thì các bạn hạn chế dùng cái tiêu đề đề mục, càng hạn chế càng tốt. Những tiêu mục đề những đề mục lớn rồi đề mục nhỏ cấp 1 rồi cấp 2 cấp 3 cấp 4 là dành cho, nếu tới cấp 4 là dành cho những quyển viết về những công trình khoa học. Còn thông thường những quyển nhiều viết về những câu chuyện về tiểu thuyết thì các bạn là ít, càng ít cái đề mục càng tốt, bởi vì có đề mục càng nhiều nó làm cho người đọc nó rối lên và người ta không có theo dõi suốt cái luồng tư tưởng của bạn. Các bạn hãy lưu ý đó là cái cách để mà chúng ta viết cuốn sách theo cái đề mục. Cảm ơn các bạn.